Thanh long trái chín màu tươi vui thật vui, thanh long tươi màu chín đỏ ngon thật ngon, nhờ anh bón phân huy hoàng cơ hội vàng đó em nhờ. Kìa anh Tán, làm gì mà anh Tán vui vẻ dữ vậy? Trời không vui sao được, năm trước trúng mùa, năm nay cũng trúng mùa nữa. Vậy mà đi đâu đây? Thì nghe nói anh trúng hai vụ thanh long liên tục nên tới đây hỏi anh sử dụng phân bón loại gì. Đây gia đình tôi sử dụng phân bón huy hoàng chuyên dùng cho cây thanh long, chất lượng rất tuyệt vời, chị thấy không, trái đang chín mà dây to không xuống. Trời ơi, nghe nói tôi như dứa được vàng. Đúng rồi, phân bón huy hoàng, cơ hội vàng cho đất. Bình Thuận là địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất cả nước. Năm 2006, toàn tỉnh có khoảng 9.000 hectare, thì đến năm 2014 là hơn 23.000 hectare. Chính vì diện tích thanh long lớn, nên tỉnh Bình Thuận là một thị trường đầy tiềm năng của các công ty sản xuất phân bón chuyên dùng cho cây thanh long. Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có hàng trăm công ty phân bón với nhiều thương hiệu khác nhau. Hầu hết các loại phân bón này đều sử dụng được trên nhiều loại cây trồng. Chỉ có một số sản phẩm dành riêng cho cây thanh long, nhưng vẫn còn đó một số sản phẩm chưa có chất lượng, tạo nên tâm lý lo ngại cho bà con trồng thanh long. Năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Huy Hoàng được thành lập và bắt đầu sản xuất ra loại phân bón hữu cơ vi sinh dành riêng cho cây thanh long. Trong thời gian đầu, dù phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu phân bón khác nhau, nhưng sản phẩm phân bón Huy Hoàng vẫn được nhiều bà con nông dân ở các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong chọn sử dụng. Anh Trương Văn Tâm ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong đã sử dụng nhiều loại phân bón khác nhau cho cây thanh long. Năm 2011, qua sự giới thiệu từ bạn bè, anh bắt đầu dùng thử phân bón Huy Hoàng trên 550 trụ. Khoảng 3 tháng sau, vườn thanh long nhà anh Tâm phát triển cực tốt, dây khỏe, trái to, ít sâu bệnh nên anh quyết định đầu tư thêm 600 trụ thanh long nữa. Vườn thanh long này anh Tâm trồng mới từ năm 2011, sau 3 tháng sử dụng phân Huy Hoàng, dây ra nhanh hơn hẳn vườn sát bên. Mấy năm trước thì cũng có xài phân bò nhưng mà nó không hiệu quả, thì tôi mới chuyển sang phân của công ty Huy Hoàng. Thì tôi xài được 2 năm nay thấy rất là hiệu quả. Rồi dây to, khỏe, cứng. Mà nó hay có một cái là cái dòng phân này nó có cái nấm Tico Đạt Ma, là nó kháng được cái nấm của tháng thư, đỡ cho mùa nắng. Mùa nắng nó đỡ tháng thư, khi mà mùa mưa thì nó đỡ xâm nhập vô mấy cái đầu quýt bông. Trái thì chất lượng tốt, tai to, cứng. Hơn một năm sau, tức là vườn thanh long của anh Tâm đã được khoảng 2 năm tuổi, anh khai thác lứa trái đầu tiên. Cộng với diện tích thanh long cũ thu hoạch trong tháng 3 năm 2013, anh thu được 8 tấn rưỡi, bán được trên 320 triệu đồng. Anh Tâm cho biết chỉ sử dụng phân bón Huy Hoàng. Hiệu quả đầu tiên là dây khỏe, trái to. Thấy mấy cái vườn ta sử dụng phân bò nhiều á, thì khi mà nắng hạn hay là thời tiết biến đổi á, thì nó hay bị vàng độc tụ. Còn mình sử dụng phân vi sinh thì nó đỡ cái vàng độc tụ hơn. Minh chứng cho điều này là tại vườn thanh long của anh Kiếm ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Không chỉ riêng vườn thanh long của anh Tâm, anh Kiếm mà rất nhiều vườn thanh long khác ở khắp nơi trong tỉnh Bình Thuận khi sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Huy Hoàng đều thấy hiệu quả. Mới trồng thì tôi cũng có sử dụng nhiều cái loại phân bón, nhưng mà khi tôi sử dụng phân bón Huy Hoàng là tôi thấy nó hiệu quả rồi. Bắt đầu từ đó là tôi theo cái dòng sản phẩm phân bón Huy Hoàng này miết tới khi mà mình bón vô là rễ rồi nó ra rất nhanh, mà nó rễ trắng, nó làm nó phân đưa lên cành nó không có bị cháy cành, coi như cành nó phát triển nhanh lắm. Để có được dòng phân hữu cơ vi sinh chuyên dùng cho cây thanh long, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Huy Hoàng đã đầu tư cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất hiện đại. Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại cộng với đội ngũ công nhân lành nghề mà trong những năm qua, sản phẩm phân bón của công ty Huy Hoàng đã được bà con nông dân tín nhiệm sử dụng nhiều trên cây thanh long. Thanh long trái chín màu tươi vui thật vui, thanh long tươi màu chín đỏ ngon thật ngon, nhờ anh bón phân Huy Hoàng cơ hội vàng đó em nhờ. Kìa anh Tán, làm gì mà anh Tán vui vẻ dữ vậy? Trời không vui sao được, năm trước trúng mùa, năm nay cũng trúng mùa nữa. Mà đi đâu đây? Thì nghe nói anh trúng hai vụ thanh long liên tục nên tới đây hỏi anh sử dụng phân bón loại gì. Đây gia đình tôi sử dụng phân bón Huy Hoàng chuyên dùng cho cây thanh long, chất lượng rất tuyệt vời, chị thấy không, trái đang chín mà dây to không xuống. Trời ơi, nghe nói tôi như dứa được vàng. Đúng rồi, phân bón Huy Hoàng, cơ hội vàng cho đất.
Không chỉ dừng lại ở thị trường trong tỉnh, đầu năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Huy Hoàng mạnh dạn đưa phân hữu cơ vi sinh Huy Hoàng vào tỉnh Long An. Đây là địa phương có diện tích thanh long lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, diện tích trồng thanh long của tỉnh Long An là 2.700 hectare. Cũng như Bình Thuận, thanh long là cây trồng có giá trị kinh tế cao của Long An và trái thanh long Long An không chỉ nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh mà còn được xuất khẩu sang thị trường thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Mỹ và được người tiêu dùng ở các thị trường này ưa chuộng. Hiện nay, bà con trồng thanh long ở tỉnh Long An chủ yếu sử dụng phân hóa học. Việc lạm dụng phân hóa học, bón phân không đúng cách, đặc biệt là phân đạm hóa học là nguyên nhân làm gia tăng dư lượng nitrat trong nước quả, làm giảm chất và độ ngọt trái, ảnh hưởng đến bảo quản và vận chuyển. Trong quá trình canh tác, thiếu phân hữu cơ, bón nhiều phân hóa học làm đất dễ bạc màu, không cân đối dinh dưỡng cho thanh long, làm năng suất và chất lượng quả giảm rõ rệt. Ngoài ra, bà con canh tác cây thanh long ở Long An chủ yếu là sử dụng phân chuồng tươi, nhiều nhất vẫn là phân gà bón trực tiếp cho cây. Sau khi tìm hiểu thị trường, công ty Huy Hoàng đã tiến hành tổ chức các buổi hội thảo về cách sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, hướng dẫn bà con ủ rơm vào gốc thanh long thay vì bỏ mùn cưa như trước đây. Sau khi hội thảo tổ chức, nhân viên của công ty Huy Hoàng còn tiến hành chọn một số vườn thanh long có năng suất thấp, cành teo tóp làm mô hình để bà con thấy được hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh do công ty Huy Hoàng sản xuất. Đây là vườn thanh long của anh Đặng Long Thương ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Nhìn vườn thanh long xanh tốt, dây to, trái khỏe, ít ai biết rằng cách đây vài tháng, vườn thanh long này không được anh Thương chăm sóc do sử dụng nhiều phân hóa học nên đất bị bạc màu, dây kiệt, không còn khả năng ra trái. Trong một lần tình cờ nghe chủ vườn gần bên nói về phân hữu cơ vi sinh Huy Hoàng nên anh Thương đã giao toàn bộ vườn thanh long cho công ty Huy Hoàng chăm sóc. Kết quả là sau vài tháng, anh rất bất ngờ, vườn thanh long của mình đã hồi phục và xanh tốt hơn trước kia. Trong vòng khoảng chừng 2-3 tháng nay mới sử dụng lại phân hữu cơ của Huy Hoàng. Thấy bộ rễ nó kích thích lại mạnh, lại nó ra ban giờ nó tái tạo lại bộ rễ mới, rất mạnh, rất khỏe. Đến thời điểm này, nhiều hộ trồng thanh long ở Long An đã chuyển sang dùng phân hữu cơ vi sinh Huy Hoàng và hiệu quả mang lại là rất khả quan. Đơn cử như trường hợp của ông Cao Văn Sĩ, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ông là một trong những hộ có diện tích trồng thanh long rất lớn. Sau khi được công ty Huy Hoàng tư vấn sử dụng phân hữu cơ vi sinh và kỹ thuật trong đèn thanh long ra trái, trái vụ. Ở vụ này, năng suất trái đạt hiệu quả. Thậm chí vừa cắt trái xong, ông có thể vào phân rồi trong đèn tiếp. Tôi là dân ở Long An, nhưng mà từ năm nay công ty phân của Huy Hoàng đâu mà vô đây tôi tình cờ. Tôi nhờ ông kỹ sư, ông hướng dẫn là tôi làm thấy cũng chất lượng. Vì cả trái mà dây nó cũng rất tốt, có thể là tôi cắt rồi xong lại liền á. Thấy là cũng đạt kết quả cao á. Cách đây 2 năm, sau khi xem truyền hình về mảng nông nghiệp, ông Ngô Tấn Lợi, huyện Tân Trụ, Long An biết đến phân hữu cơ vi sinh Huy Hoàng. Và từ đó đến nay, ông chỉ sử dụng phân hữu cơ vi sinh Huy Hoàng. Sau 2 năm, vườn thanh long của ông phát triển tốt, dây to, trái khỏe, ít sâu bệnh. Gia đình tôi từ hôm mà trồng tới nay là được khoảng 2 năm mấy. Nói chung là lúc trước cũng có xài nhiều loại phân. Từ sau khi mà biết được phân của Huy Hoàng ở Bình Thuận thì gia đình cũng xài 2 năm rồi. Thành ra thấy là cũng rất là đạt. Trái thì cũng đẹp rồi, dây cứng, cũng ít bệnh. Rễ ra nhiều. Không chỉ có hai hộ này sử dụng phân bón Huy Hoàng mà nhiều hộ khác ở tỉnh Long An cũng đang sử dụng và kết quả đều tốt như nhau. Tôi vừa qua là tôi có sử dụng cái phân 20 của công ty Huy Hoàng. Thì trong thời gian qua là tôi thấy nó cái dây thì nó phát triển cũng xanh đẹp, trái thì nó cũng có cái phát triển nó có đều to. Ví dụ tiếng trùng tôi cũng không biết nữa, nhưng mà quá trình tôi đi cũng hội thảo thì tôi nghe những cái chuyện người ta nói là nó bị tiếng trùng rồi bộ rễ nó bị hư, thành ra tôi mới cái công ty Huy Hoàng này xuống là thấy tôi xài thấy phần hữu cơ, còn phần đông tôi đây là họ ưa xài phân gà sống mà tôi thấy nó ô nhiễm quá, thành ra đúng ra là nay tôi trồng 4 năm nhưng mà tôi không vô. Rồi tôi đi vòng vòng đây thấy cái công ty này đem phân xuống là đánh lấy về cửa trước. Tôi thấy vậy tôi mới theo. Thế thôi, nhưng mà đây là mới đánh lần đầu tiên. Trồng thanh long cũng 2 năm rồi. Nhưng mà trong giai đoạn đầu thì
xài phân hóa học thì ở đây á, thì lúc đầu xài thì được, bây giờ sau á, thì phân hóa học nó không hiệu quả mà cây á, càng ngày thì nó không đạt năng suất, rồi hư dây. Nên thì được nghe thông tin từ bạn giới thiệu cái dòng phân vi sinh Quy Hoàng ở Bình Thuận, nên em khuyến khích gia đình bón thử, và trong khoảng thời gian dùng thử thì thấy bộ rễ phát triển, dây thì cứng khỏe. Không chỉ quan tâm đến việc sản xuất, công ty còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội như xây nhà tình thương cho hộ nông dân nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tài trợ nhiều hoạt động xã hội khác. Với hiệu quả đạt được từ sự tín nhiệm của bà con nông dân trong năm 2013, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Huy Hoàng đã được ngành nông nghiệp Việt Nam tặng nhiều cúp, huy chương cho sự đóng góp trên thị trường phân bón. Đó là cúp vàng chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn, huy chương vàng chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn do Viện Chất lượng Việt Nam trao tặng, thương hiệu sao vàng Tam Nông do Hội Làm vườn Việt Nam tặng. Với những kết quả đạt được cộng với sự tin tưởng của người dân khi sử dụng phân hữu cơ vi sinh, trong thời gian đến, công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc nghiên cứu để cho ra đời những dòng sản phẩm phân bón Thanh Long chất lượng.